Sau 2 tuần tạm hoãn, sáng 2 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để giải tán đám đông, không cho người dân tụ tập quanh khu vực xét xử. Tất cả những người ra vào đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Tòa bố trí màn hình chiếu cho người dân theo dõi trực tuyến phiên tòa tại Trung tâm Văn hóa xã Tân An. Trước đó, sau phiên sơ thẩm ngày 20 và 21 tháng 7, các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai đồng loạt kháng cáo lên cơ quan phúc thẩm để kêu oan. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị tuyên phạt 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù. Hội đồng xét xử cáo buộc nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và YouTube chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo. Trong vụ án này, bị can Lê Thu Vân, 65 tuổi, cũng bị khởi tố với tội danh nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bà Vân đã bỏ đi khỏi địa phương, sau đó ra đầu thú.